Bắn chắn không thành công, điểm cho Đồng Hương 7-14. Được một tốt. Bắn chắn không thành công, bắn chắn không thành công, điểm cho Đồng Hương 8-1. Bóng tìm đúng đầu một cầu thủ của đội Lai Châu. Tuy nhiên trong bóng chuyền thì điều đó là việc bình thường. Vẫn là trên tay bóng tấn công rất nhanh nhạy, rất con. Anh chỉ điểm này. Quả bóng không thành công. Vũ Minh đợt ta mòi móc tìm chắn mang điểm số về cho đội Lái Xe 23-17.